Đông Nam Á nay đã đến Việt Nam. Bóp vụn, lắc đều, thưởng thức ngay. Đàn tôi hát câu gì mà sao cô bé ngồi mơ mà. Lúc tập thì nói chung là cũng cố gắng, nhưng mà khi bước lên sân khấu nó cũng có cái phần bị áp lực á, thành ra là nó cũng bị quên bài. Không sao anh ơi, dễ thương lắm anh ơi. Dạ biết anh quên mà cầm cái micro cứ nhấp 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 không biết vô chỗ nào. Tiết mục này thì thằng Bình đánh giá rất cao giọng hát của Bác Kim Anh và đánh giá rất cao vũ đạo của anh Quốc Sử. Nói chung là do trước giờ là tôi cũng chưa một lần đứng lên một cái sân khấu lớn như thế này. Hồi hộp quá nên quên lời, nhưng mà sau cuộc thi này để lại cho hai cha con một kỷ niệm rất là sâu sắc. Cảm ơn chương trình Gia đình Song Ca. Tôi theo chương trình để tôi từ từ nay, mai mốt, năm nay, năm tới, năm sau nữa để tôi giới thiệu cái chương trình đờn ca tài tử của cái nền văn hóa rất là độc nhất của Việt Nam này. Đứng trên sân khấu hát cùng với con, tại cái đó là cái niềm đam mê của con mà. Lên là để cho con vui với cái là được nhiều người biết đến tới con mình. Mời quý vị đón xem tập 4 được phát sóng vào lúc 19h ngày 23/7/2017 trên kênh HTV7. Truy cập vào địa chỉ fanpage Mami Việt Nam để biết thêm chi tiết và đặt hàng nhé.